Sum anh chơi ông cứ cho. Ông chúng tôi đây, các mặt tổ, các chấm nạc can để chế bị thi sạm nạc ca. Thì đừng bỏ đi. Làm chi là người ca vì thành thiết vật miền, những vật miền kỳ, những bộ cô để trở về chơi chùa rùm trong nạc ca sạm nạc ca xâm rập tháng ngày đi. Xong gặp lộc thiên, việc kỳ đã trở về chùa rùm trong cách đầm nạc ca để chế thi sạm nạc ca trong ngày đi, miền vật miền cực chấm nguồn. ចំណែកឯសាក់សៃដែលត្រូវមកដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរមានវត្តមានខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណរបស់សាក់សៃរួចហើយសាក់សៃរូបនេះមិនមានជាប់ចំណងញាតលោហិតឬញាតពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតនិងតាមដំណឹងរដ្ឋប៉ាពេលនេះនោះទេសាក់សៃបានធ្វើការស្បត់រួចហើយ Một nâng đầm nạc ca này ca sẽ đạp sẽ khai cam và sẽ xây ông nhầm ra xùm bật cả nơi sẽ kết xâm rạch lưu xâm nào xùm rồi bỏ sạc phê nhá đài bàn xùm một ông nhầm ra ở bì chà rà lưu xâm nào rồi bỏ mê cho vi ca bì khá đấy ông bì ca cao đầm lực đó sẽ xây tiệm tương tương nâng ca mình sẽ lời đạp bì rốt tập hiếp lực luôn anh đời chlong tam sâm na ra bát tháp bình nhã để bàn lược lang cà pì mực sơ mính hay ong chum chum rẻ bàn bạc cách bị chum nơi rô xil mực sơ mính đây tầm rạch đôi khăn cầm đi mùi sâm na ni nâng từ đã chặt thân nặng chi ai cả xa sát thiên nặng nơi pì đây lại cả xa nu từ bàn riệp chóm hơi sầm rạp đạp bánh châu lực nông sầm rầm rường vì sầm nào thưa sạm nạc ca chứ sầm ngặt cả vì thường ngày tìm một phây khai cạc đá chứ nằm vì bọn đồng buôn mà sầm mạnh ní mình miên lại cả nạ sầm sọp tí vì thiên đồng bọn ní mình ạ bàn châu lực nông khlâm xa chẳng yết nây vì thiên một phây bầm bấy ả nụ bà thiên bầm bấy nây vì thiên tây khăn nông đó bọ ông nhìn ra vì sầm mạnh khăn nông tà la ca cam bụi chia tì bấy ông nhìn ra vì sầm mạnh ông chúng chúng đây sẽ là tập bốn nâng bản to đây thì nia tha sẽ xây tương lai để luôn yul khơi tha miền hà nội phê chúng tôi chúng lời đặt về được hiệp lực luôn ấy từ tu ban được ca phật sa bập nâng ông chúng chúng đây sẽ là tập bốn nâng chúng riêng điểm lực sọp tam vị thiên và phê bẩm bấy anh nâng anh nút thiên bẩm bấy mấy từ vi ca bị cái đấy chấp bị bên đi tới tới mình tới điểm lực sẽ xây ông pi sít nơi nghiêm mình lời to và bảo kỳ tí nơi phía đại kỳ cầm phong thuê sẽ cây cam nục vì ai hãy xâm an hết ông dùm ra nâng chun đọc phía kỳ nơi phía cầu một trầy tà là cá anh chưa xạ xây prak khôn chôn một căn bật tốt xạm nạ ca
ឆ្នាំនេះលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំមានអាយុ58ឆ្នាំតាមរបាយការណ៍របស់កឡាំជីសំណាកាថាលោកមិនមានចំណងញាតិលោហិតញាតិប្រពន្ធឬជាសហព័ន្ធជាមួយនឹងភិក្ខុនានានៅរឿងក្តីនេះទេហើយលោកបានស្បត់រួចហើយមុននឹងចូលមកកាន់ បន្ទប់សម្មការនេះតើជាការពិតដែរឬទេបាទជាការពិតយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធនិងកតញ្ញកិច្ចក្នុងនាមលោកជាសាក្សីដែលត្រូវផ្ដល់ថ្កែងកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជនជំរះ ໂດຍຂ້າງກ້ອມນີ້ក្នុងນາມລູກຊິສັກໄສອາດປະຕິເສດໃນການឆ្លើយទៅទៅຕຳນວຫຼືກໍສົມឲ្យຖືອຳນາດອຳນາງນາຫນ່ວຍຫຼືຊ្រើនដែលນ້ອມឲ្យដាក់ວິຣົດພິບຫຼືຄົນឯງສິດມັນຖືສັກໄຂກຳປະຊັງນັງຄົນឯງມີໃນຖ້າໂດຍສາແຕ່ຈໍາລາຍຫຼືກໍອຳນາດອຳນາດອຳນາງນຸນ້ອມឲ្យລູກນຶງຖືຕໍ່ຕົວລອງການຈອດປະກັນ ទន្ទឹមនឹងនេះលោកប្រខនក្នុងនាមលោកជាសាក្សីលោកមានករណីយកិច្ចនិយាយតែការណាដែលពិតដែលខ្លួនលោកបានឃើញបានដឹងបានឮដែលផ្ទាល់តាក់ទងនឹងអង្គហេតុនានាដែលអង្គជំរះនឹងភិក្ខុគីសួរលោកនោះតើលោកយល់ទេអំពីសិទ្ធនឹងករណីយកិច្ចនេះ បាទយល់តើលោកបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងមេធាវីហើយនៅបាទខ្ញុំបានប្រឹក្សាហើយលោកប្រខនតើលោកបានចូលក្នុងចលនាបដិវត្តន៍នៅ ថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរលោកនៅចុងចាំណារីទីបាទថ្ងៃខែឆ្នាំខ្ញុំមិនបានថ្ងៃខែខ្ញុំមិនបានចាំប៉ុន្តែឆ្នាំ72ចុងចាប់ពីកាលពីឆ្នាំចុងចាប់ពីហ្នឹងលោកចូលក្នុងចលនាបរិវត្តន៍ហ្នឹងលោកចូលធ្វើអីហើយចូលនៅកន្លែងណា ការខ្ញុំចូលបដិវត្តន៍នៅក្នុងចុងឆ្នាំ72ខ្ញុំចូលជាខាងកសិកម្មស្រុក56នៅសាលាតកឹមស្រុក56ហ្នឹងបើធៀបនឹងភូមិសាស្ត្របច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេហៅស្រុកអីទៅទីនោះ ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវចូលលោករៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីការងារដែលលោកបានធ្វើចាប់តាំងពីពេលលោកចូលធ្វើក្នុងចលនាបដិវត្តន៍ដែលលោកនិយាយថា ចូលធ្វើកសិកម្មនោះរហូតដល់ថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ79តើលោកបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយនៅទីណា
But pay no Monte Catacam, Trock Half a Moy, Cry Mock or Lang or Kong Top, Kibin Chuna, and not work on top. Pay to work on top, no Throck Half a Moy, Cry Mock or Lang or Kong Top, Pum Pip beside. Why no chum 20 crown from Ping? Ban a pay no Pum Pip beside Nankan, Kong pulled up P. Cry Mock and Pelot by. យ៉ាងមួយទៀតដល់ថ្ងៃ7មេសាឆ្នាំ75តើលោកធ្វើអ្វីហើយនៅទីណាបើលោកជាកងកម្លាំងតបមកបៃចូលទីក្រុងភ្នំពេញមកពីទិសខាងណាដែរហើយក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75តើលោកនៅទីណាហើយលោកធ្វើការងារអ្វីដែរ Now, Mun Dabumpel Mesa, Matti Kong Top, Vajol Tam Trot the Kmau. Cried up in Pel Mesamo, come land and throw capi tam long plow peak back and all that the Kmau. I cry be changing that Dabumpel Mesa, cry with Tom Top, the whole doll, the kitchen chain off with the crumb on pin, yak pill, I chiêng mà khai rồi có pi khai cả nó mình chỉ ba đại phần đại rồi mà có cái chặt cầm lăng con toab nó oi mà thưa sai nó bảy sò về thưa sai nó bảy sò cả nó nguyên chọp cáp cặp hay nằng nằng con ô đòi một nút đòi con toab nó Rồi hai lúc tới thưa ca nghi ở vậy tiết nơi tì ná. Về thưa sài nâu prey so phùm bạc cu nâng rồng chạc kèo ca nó. Miền thưa sài miền chi bởi lái nâng ọ. Về mở đầu tôi trột, trột hơi. Vẫn tại khai chân ngắm nhầm chăm một chữ bát đấy thưa. Rồi mà có cái chặt cầm lăng con con vừa ra tôi nói sao mà bay nó cái miền nhóm là miền dịch chuyên môi chủng luôn tiết rồi tàu nâu là lý xe xịt vặt là cái bàn này nó thả cầm lăng nó trâu mình chung tàu can than tút tàm một tên nia nia nâng mà này tiết tàu khang bị lọt về do tàu đạn nâu là lý xe xịt vặt nó cứ dạ về chiêng một khai rồi mà có đào về cái nhóm cái trâu mình chun mà nó còn lại xong phải môi tạm đòn Lúc chăm thế cả vì đậm bồn lời đại lục này dây tha lục mà đòn mình thì so mà phê môi nắng ta mình thì so mà phê môi nắng chia cả lại miền một nghề thừa ở vậy tứ hơi miền thì tăng nơi cả lại ná mình thì so phê môi tam đại lục đấng mình thì so mà phê môi đại nhóm cho mọi đậm bồn người Thì tăng nó tuột lại, vấn đề khi ai mà môn tổ bốn cứ nó dìm hàng cao Cứ à, tạm lâu mê phương lương lưu tục xói nó cứ ai dìm nó chẳng lo năng à, Thì tăng nạn nó cứ cái lại Tiếc Lại bật chúc một môn sọt ngày chứng lục cà pì cái ỏi mờ nắng cứ tì so mà phải mùi tì so phải mùi cà nóc đài thiệp cho mùi nắng phải cho bòn nắng cứ đài cái score tì tiêu tới hai thà sẽ ra mình tì cục tổ slide này cả đài lục một nơi đầm bồn núng cứ
ມາដល់ຕະບົງໃນມະຕິສໍ២1ນັ້ນຄືគេឲ្យກາປີຂັງក្រៅໃຫ້ກາຍໃດໃນປະຈໍາການນັ້ນເດດຮູ້ໃນນັ້ນຄືມີທີ່ສະຫນາກາ 1 ໄດ້ປະຈຸບັນນັ້ນຄືສະກອດຈະຕູ້ເຕືອຖ້າຊິສະຖານີປະຊຸສະຫມົກຄົມອັນຈັ່ງແມ່ນຕິ Bạn Cả lúc mà đó Cái lệnh nó phliêm mắng Đại lúc Như vậy thà Dìm kháng cầu nắng Nè ná chưa bà thiên Rồi bỏ Đại lúc Mà cả nắng Bà thiên cứ chẳng chăm mình chú bác đấy quan cảm năng miên hôi phần đầu năng đài hôi lộ sọ tà câu quạt đấy sợi hôi và tà câu quạt hâm hôi ลูกสายจักรมตาเมียนสำนวนไว้ใครสัวดอลสะใส่รุมนิรันดร์ดีสมช่วยลูกจักรมยาสะคอนนับไปเลยลูกจัดไอหมก คือการในซอมาเพย์มวยถ้าในปีจมูกนี้นุ่มมีนมัดแผลลูกประมาณนี้ได้มาจมูกลูกได้เป็นมาจมูกยังเป็นนุ่มยังมันบานเจ้าใช่ไหมครับเป็นประหารเจียสามสายสับเนี่ยนั่ง ในขนมนุ่มมีลูกมีจำชมูเนี่ยนะชิบะหลอดเลยน้องจะนอนนุ่งน้องจำนอนนั่งพอสอบไงนี่อดมีจำให้ปรนเนี่ยนั่งสลับอ่อยจำบานมาจำนวนโต๊ะน้ำมวย ตอนนี้เป็นนู่นเนี่ยนะคือเจียประเทียนโซมเพย์มวยบาดโจลมอตะมงยำสกอลตาโฮให้หนึ่งหุยดิพวกยำอดดังทาในนายเจียประเทียนดิปัจจัยต่อกร้อยมาบาดดังทาโดยเจียประเทียน ตาลูกดังเรื่องอัมพีการจัดแจงภายในรัฐบาลในมณฑีซอมเพย์มวยเนาะสมเด็จพระสัตว์รองที่นำสถาบันมาตาลูกดังอัมพีการจัดแจงภายในรัฐบาลในมณฑีซอมเพย์มวยนี่เด้ การจัดใจภายในรัฐบาลนั้นที่ซ้อมไพ่มวยก็ยังกระดับมันจะบ้าได้เพราะการนั้นจอมเจียเนี่ยต่อยตายมันดังการเงี้ยอย่างไรเนี่ยโอ้โหโตมาตัวบ่อันดังการลุกดังตีกองกาปีในซ้อมไพ่มวยมีประมาณกรมให้มันกรมมีประมาณเนี่ย กองปลาเปียนเอาซ้อมมาเพย์มวยคือยังมันอาจดังจำนวนกรมได้หายก็นั่งเมียนประมาณนี้นะปันแต่หลายๆนั่งกรมคือยังมั่งเมียนสำดับเนี่ยอย่างช้าดับปีเนี่ย
rôm là bỏ lụt nó nè nà khi chặt tao lụt rôm là bỏ lụt diêm nơi cái này nà hơi sẵn nơi nơi cái này nà rôm bỏ nhóm diêm đâu và trong chậm lại lưu thực soi và lâu mấy lương tuần một này sản phẩm văn phùng nâng mì trong lưu nâng tôi chậm nói lâu màu gì tùng hay cá sạn nấu và cái này thế đạn sụ bọc mùng từ lúc chuyện diêm thằng cày nó cái ban này nom lưu ông lúc mình phải cách thừa vậy khá về nhằm lời diêm càng cao nó về nai nom oi diêm cà phê mình oi lại chậm ngày trôi nạp lại trôi rưỡi của miền lan miền ấy trôi mất cứ mình oi trôi thôi đấy và miền cam co miền tọp ấy trôi mất trâu ham khoát trâu thì cả của bạn được viên thì bạn được viên hàm khọt khi miền ban mình riêng lúc ông pi về thi diêm cà pia nội tế hay nè na chỉ nè mình riêng pi về thi nè cà nó mình miền chia cà mình riêng bạc chỉ vậy chỉ thấy châu môi chỉ tầm bốn cứ còn biết này nom to to kia mà nè na cái chuyện này nom bị đồng bông mà cá nó miên ho hay nừng hôi ấy là lo tơ mò nó prap rừng diêm prap rừng biệt loạn diêm cẩm oi đây cẩm oi ngụ ấy chẳng miên là ho hay nừng hôi đại diêm và thêm cầm mấy cá nó còn nai nom toàn cả lạnh diêm nhưng cả lạnh lục sầm ra đại lục tham miên tì tăng bài chữ bón bị trụ sầm bốc mồm bị trung miên trong ngày na bị khné đấy cả lạnh diêm nhưng cả lạnh sầm ra và cất phi trong ngày và hai chia sam sai sam mai từ to đo chieng một roi mai to đo là lại lâu mau xin tung cầm cà pê lục hàng cày rồi bỏ lục hàng cày nữa cái pê hộp bay cái hộp bay này cái này nè chia cái này hộp room rồi bỏ so một phay mùi tại mà đó đi cái này xem về hộp bài cứ ai một hộp bài nào lại ruộng bài tia hàng lại làn tật lòng lâu môi mỏ lại cạch trùng lâu tàu bông châu tàu lâu ruộng là con tua tập bùng và sang rồi mình muốn chia cả lại hộp bài rum rồi bao bốc lực xong phê mũi rồi có chia cả lại lại trở lại sầm rạp tại nhà diêm cà phê cái này nắng chia cái này tiếp bài bỏ con cà phê hàng cào cái ao lúc diêm hàng cào nó mong của man từ mong của man hay chạy viên khi mà man viên nó mệt ngày nông mặt ngay cứ diêm
ដល់ពីម៉ោងថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោងដល់ពីយប់អានឹងវាចូលយប់ថ្ងៃ Dương chẳng đọc nữa luôn đó, tại mà đó à? Và mình dìm đọc đã cứ dìm chạy như vậy. Pi vên, nó mặc rộng. Vì pi dìm nó cái mình bắt đầu gặp lương ấy lô cản ấy. Bạn à vốn miền cực đầy lúc miền tu nửa tí nè giếm khẳng cài nửa biết được dân đất nè tu mọt đó ta lúc miền tu nửa tí thừa vấy ពេលមានរថយន្តមានអីដឹកទៅចូលមកគឺខ្ញុំបើកទ្វារឲ្យគេបើកច្រកនឹងឲ្យគេហើយបិទវិញពលឡានចូលទៅនឹងសត្វឡានស្គាល់អ្នកនៅក្នុងនឹងដឹកចេញដឹកចូលហើយលោកបើកទ្វារឲ្យចូលតើឡានចូលទៅឈប់នៅកន្លែងណា Lan chỗ tàu không cả nơi khác, khi chỗ bằng hô tàu lại cốc lòng không cả nơi khác tiết, khi chụp nâu hàng cao, vì ọt tiền này. Rút dân đăng nhạc tù, một nướng chia rút dân rồi bỏ xòm phải mũi rồi còn rút dân bị ăn ngập hiếp đó tây tiền. Rất dân đặc năng chan là rất dân ông phía xóa phầy mùi. Pê rất dân chụp, ta lúc khơi như rất dân ông đặc mà nước chó đấy. Và pê rất dân chụp, chúng ta có miền đặc một nút màu đặc chúng ta có ọt miền này rút dân lại đặc một nút màu ta thì đặc nhẹ tốt rồi có đặc nạp xe mình không mà cả nó chúng ta có miền đặc là màu ọt toàn miền chạp tròn hay có non châu đọc nồng tiên năng mà dân túc hoàn khơi chạp tròn hay lực rừng đã lan cho đọc hàng Ta một lúc đấy đã là nó màu hay dùng mà chặt chóng này cái này nè. Và chạp cho nó ở cái lãnh phía nhóm sẵn nặng đâu nè. Ta đang thả nạn lúc. Cứ dốt màu bì đi cái lãnh nào thế để dùng mà chạp cho nó cái lãnh dưới nữa. Mà nhóm bọn bạn đang ở phố nhóm nơi dìm cào. Chạp chong nó dưới miền bàn chô rùm không cả chạp chong chùm mùi kia thế. Mà tên lúc nhóm ọt bàn chạp chong chùm mùi kia thế, phục nhóm nói dưới hàng cao. Ta cọm ná chỉ nè chạp chong, mình mà màn nè. Và cọm chạp chong, mình cọm hôi, thì nè chạp chong,
คือมีกำลังทมทมมีมอมมอมคือจับจองทูดิมเลยเต๋คือดักขนาดไหนหรือจองหมกเด้បាទពេលចាប់ខ្ញុំមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលបដាចេញមកក្រៅគឺដាក់ខ្នោះដៃហើយចងមុខចូលទៅឡានវិញលោកបានបញ្ជាក់អម្បាញ់មិញគឺថាចាប់ចងដាក់ខ្នោះដៃហើយចងមុខបញ្ចូលទៅឡានវិញហើយយកអ្នកទុំទៅណាវិញមិនបញ្ចូលទៅឡានវិញចូលទៅឡានវិញគឺបញ្ជូនទៅក្នុងគុកក្នុងពួកការចាប់ចងហ្នឹងនៅអាកន្លែងផ្ទះក្រៅហ្នឹងតើលោកមានដែលឃើញថារថយន្តដែលដឹកអ្នកទោសមកហ្នឹងមានគេដាក់ខ្នោះឬចងមុខជាស្រេចហើយទេបានមានតើលោកមានគាត់សម្គាល់គេថានៅពេលលោកធ្វើជាអ្នកយាមការពារខាងក្រៅនោះតើប្រហែលថ្ងៃគេដឹកអ្នកទោសចូលមកស21ម្ដងឬក៏មួយដឹកចូលមករាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទការដឹកអញ្ជូនហ្នឹងវាអត់មានពេលទៀងទាត់ទេជួនកាលក៏មានជាជាប់ទៅជួនកាលក៏អត់ទៅអញ្ចឹងអត់មានទៀងទាត់ទេក្នុងម្លានដែលគេដឹកមកហ្នឹងគេដាក់អ្នកទោសប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរម្លានដាក់អ្នកទោសមកហ្នឹងគឺមានឡានតូចតូច4 10នាក់អីចឹងទៅបើថាឡានធំហ្នឹង20 30នាក់អីគេដឹកមកប្រមាណឡានម្ដងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលជួបច្រើនទេជួបតែមកជួបតាឡាន1ភាគច្រើនឃើញឡាន1មកម្ដងពេលអ្នកទោះដែលដាក់ខ្នោះដៃហើយចងមុខបណ្ដាលចូលទៅក្នុងតើលោកដឹងថាគេធ្វើអ្វីទៀតចំពោះអ្នកទោះនោះបាទដំណាក់កាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំនៅក្រៅមកឃើញតែពីក្រៅដល់ពេលដល់ក្នុងខ្ញុំអត់ដឹងអត់ឃើញដែរក្នុងរយៈពេលដែលលោកធ្វើទីអ្នកយាមខាងក្រៅលោកដែរឃើញមានឡានដឹកអ្នកទោះចេញពីស21វិញទេបាទឃើញមានចាប់តាំងពីលោកធ្វើជាអ្នកយាមខាងក្រៅរហូតមកនឹងតើលោកឃើញអ្នកឡានដឹកអ្នកទោះចេញទៅក្រៅប្រហែលជាប្រមាណឡានដែរបាទកាលនោះវាមិនបានចាំច្បាស់ទេព្រោះគាត់ថាមានវាមិនលើសពីពេលនាំចូលប្រហែលគាត់នាំចូលវាមានការតិចតួចដែរកាលនោះខ្ញុំនៅដំបងក្នុងឡុងពេលលោកធ្វើការនៅស21តើលោកដែលបានចេញប្រតិបត្តិការចេញចាប់មនុស្សនៅអង្គភាពក្រសួងមន្ទីរនានាឬតាមបណ្ដាតំបន់ភូមិភាគនានាដែរទេ
But they look young at that man dying crowd, one of men that had that bit that jump like I know jump the car here at all jank out. I'm jacking on the toy toy jinky bong. I look lung takromna, Gina. Change the jump net to be kangaroo. Chumui. Car look young. Chăm bác là miền hầm hôi hay là bu hay là ngoài dùm luôn tiết trong plex mũa. Bố mình đăng tới ta nữa ná, mình chia ai hầm hôi bu tôi chạp nè tôi bị kháng cài màu. Này mình chia rồi nè nó tàu chấp nhom ọt đằng này này mình chia luôn nè na đấy nè mình chia luôn nhom ọt bàn đằng. Chạm này tôi một dòng phầy mùi nó. Ta mình chạm tiếng cửa xa và bốn câu cái màu đè đấy. Lúc mình bạn đừng đi. Và rừng chạm tầng và bốn tầng câu màu đứng cửa miền. Và phun câu nó cái đạn này cái này là đá nơi một tỷ sòm phải muối rồi có đạn khung cho muối nó đầy rồi bọc luôn phun câu kia tầm lọp nâu cái này nó cứ mình miên ai đạn nâu cho muối cái này đấy cái đấy cứ như là đạn cũng đòi lại đi ai và phun cứ đòi lại hay câu nó cứ cứ giao tranh xe nha, ở miền tụng lâu rồi mới kia thôi. Đây tôi chạp luôn phía trả ấn tôi chạp đôi cầm lăng so một phầy mũi rồi có chạp mình chung đôi ông phía xử mây này nè đây tôi chạp luôn không? Mà lúc này tôi chạp luôn nè ngay ngay phía trả ấn thì chạp hơi mau ôi tự do ôi là đang tam nhầm khơi nhầm đằng. Cái chạm bục lực xong phây mùi bọc luôn anh phía tòa lắm. Cái kịp ra cái cọng nào để chạm. Phê chạm xong phây mùi là chỉ là bục lực nâu nóng nắng. Phê nó cứ nhóm ọt đăng ấy, đăng kịp ra cái cọng nào của nhóm nâu ọt đăng ấy sọt. Đăng chỉ là ná chạp ấy ọt đăng ấy. Nếu mình đã khuyên cái chạm của ma một xòm phầy mùi đấy.
ខ្ញុំបានឃើញការហ្នឹងឃើញដៃបូជាអ្នកចាប់កុមារនៅក្នុងសរ២១ហ្នឹងគឺមានយកជនជាតិវៀតណាមមកកាលហ្នឹងដូចជាប្រជាជនមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនអាយុប្រហែលជា 21 ពេលបណ្ដើរចេញបណ្ដើរចូលយកទៅសួរចម្លើយនៅអាកន្លែងគុកពិសេសខាងត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលបណ្ដើរទៅគេដាក់ខ្នោះដៃចងមុខចិត្តហើយគេយកអាភួយខ្មៅក្របតាំងពីលើដល់ចុងជើងអត់ឲ្យឃើញឃើញថាដំណើរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែឃើញគេយកទៅយកមកប៉ុណ្ណឹងគេសួររឿងអីទេពេលនោះគឺមានឈិនណានអីដែលគេយកទៅសួរហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នា រាល់ថ្ងៃអាចមើលដំណើរស្គាល់ហើយក៏បាត់មនុស្សដែលធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាដឹងតើលោកនឹងថាមូលហេតុអីបានគេយកភួយយកទៅក្របលឿនអ្នកទោះនោះក៏យកភួយយកក្របលឿនអ្នកទោះនោះមូលហេតុនោះព្រោះប្រហែលជាមិនអោយអ្នកនៅខាងក្នុងនោះឃើញមុខស្គាល់មុខនាំ អ្នកទាំងអស់នឹងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬក៏គេចវេះតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំតើអ្នកណាជាអ្នកចាត់ចែងបញ្ជាឲ្យធ្វើបែបនេះលោកដឹងបានរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះនឹងជាកម្រិតរបស់អ្នកណានេះព្រោះវាការងារឆ្ងាយពីខ្ញុំមកដឹង លោកដឹងទេការចាប់ឈ្មោះប៉ងមានសារក្រុងអ្នកណាអ្នកទីចាប់ចាប់នៅកន្លែងណាបាទខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដែលឮតើលោកដឹងទេការចាប់ឈ្មោះនុនហុយ ហើយហ៊ុយស្រែងអ្នកណាគេចោះទៅចាប់នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់តើលោកដឹងថាគណៈដឹកនាំស21នឹងមានអ្នកណាខ្លះ ខ្ញុំ ដឹង នៅ ក្នុង ស 21 ហ្នឹង គឺ ថ្នាក់ ដឹក នាំ ហ្នឹង មាន លុច មាន ហោ ហើយ បន្ទាប់ មក មាន ផល មាន ពេង ហ្នឹង ខ្ញុំ ដឹង តែ ប៉ុណ្ណឹង ប៉ុន្តែ រឿង ហួយ ស្រ័យ ហួយ អី ខ្ញុំ មិន សូវ ពាក ក្រោយ ក្រោយ មក ទេ ក្រោយ កាល មុន ខ្ញុំ អត់ ដែល ស្គាល់ អត់ ដែល ដឹង ទៅ ស្គាល់ នុន ហួយ ទេ បាទ អត់
đại khơi mục ở đại school hoàng tầm lưu sau việc cào gì chúng mình hồi ý chia bờ thiên ông phía bờ sò hai lúc ba mình chạm bánh mình bắp lúc bờ thiên mình thằng lúc thọ thư sai nơi bờ sò bạn nhóm thọ thư sai nơi bờ sò mình phần cao lúc mình nấu cá cục cong bò sò phay muối thì nấu cong cá cục cong bò cong phun phun rồi bảy chẳng ăn miên tẹt tàu ngày mùi hôi nương thì ăn miên tẹt tàu ngày mùi xòm phay mùi đi hay còn xòm phay mùi phay ấy nương ăn toàn miên này cả nè nấu xài nè cá chập chửi sắc Việt Nam nương lục đằng ấy ta cái chập nơi bờ bờ tây nơi bãi chân nằm nà đấy cá chấp lưới sắc Việt Nam cá nắng nhưng mình chạm ba thì phần và hai chia trong chất của môi đau chất của phân lên nắng ta nhom smart mới ta cầm nát chỉ nhẹ được một chun khi sắc nó máu sau một phần muối trong đằng chun lời sắc ngò vì mỏ sau một phần muối nó cả nước miên là trong hơi trong ấy nó hay là cào với nước tiếp theo mình score chung một đại chạm một bàn lịch rồi ta lục đăng thân này ná, chứ nè mình chia cồng này từ nòm chơi lưới sọc Việt Nam bị khai xoài riêng mà xong phải mùi ta không nhầm đăng ca nó ngư miên hô miên ấy nhìn lại chặt chanh nhìn lại rịp chom cầm lăng ở tàu nó ngư nhầm khơi miên hô miên hôi miên ấy nè tàu cho nên nơi bị lừa hôn này là gì? Nên đâu bị lừa ho thiết miên đôi con là nhà mình đăng thật đôi những bàn chặt chay tao đại ở đây. Chơi sắc Việt Nam để chạm máu miên pro miên sợi miên cơ ma đấy. Lấy sắc Việt Nam cá nó miên pro miên say miên mây miên cha rub rub hiệp từng ngõ ta lúc mình đang cá chập chun bị châm bị tê nên nãy chị đã chập chân bị châm bớt màu xong phải muốn mà đường chập đường ấy vì nào mà nhom mặt đằng đấy bàn tay còn là khơi chân chệt mà bị càng muốn đạn đằng ốp ra li muốn đạn đây nhom mặt đạn đầu xong phải muốn này ta miên ca chập mình chu nè tuốt bị bầy xó mò xòm phay mùi thế chấm phun nè tuốt nó bầy xó cho mò xòm phay mùi cho mặt bàn đằng cái ao lục một nơi khang khnông chỉ nhẹ xuôi chậm lại nhẹ tu chỉ nhẹ ná chỉ nhẹ chặt ao lục châu khang khnông châu một đầu khang khnông cao lắm
nhom chăm mình chỉ ba đại phân còn thờ tiền cấm phạm thà oi nhom muốn châu đầu càng con nòng này xuôi chậm lại chẳng tiền cấm cả năng nguyên là hối còn đầu can cả tiền cấm phải con nòng chỉ nằm ná lục châu mà càng con nòng nhom cha mình sẽ bắt đại hay là trong chất của muối rồi có làm na nhom mình sẽ bắt nè na chỉ nè mình người riêng lúc mau che xua chậm lại nè tu về nhom xua chậm lại nè tu nó về lúc cứ chia từ bốn anh miền cà riên sốt bạc ấy rồi gọi chia bò lon ấy thế cứ món đó mà xua nom nó tao chỉ mồi kia nè xua chà chà là nắng oi tàu mưa kia riên bị kia bị xua giằng mấy xua du du nâu mồi kia đẹp về mà khai pi khai tao mang cái oi giờ nè tôi dùng xua xây nhở lục tự nhiên ăn vặt nó chỉ mùi nà kế chú mùi ấy hay nên nó chặt chay ở từ lục tự nhiên chú mùi nè ăn vặt xù chậm lại phải toàn nhưng cả nó cái nhóm về ọt bả thàn chặt chay mà đây phần còn là đăng thật nhóm tự nhiên xù nó cả nó mới chỉ mùi nằng chú mùi màn cha mà ở tự nhiên xù nhiên mơ kê mỗi mà nâng phải món cái chặt đã cũng là lạp ạ. Ta cả mong miên cái bình riêng lúc bị ca xua chậm lại anh thế? Đó là bây nâu mỗi cái dư dư tấu có cái mình bạc chìa vẽ riêng sâu tôi ấy nhưng cáo về sầm rạ thằng ngày tròn ấy có cái hậu màu liên sâu cái chung lâu sờ la vô bài bài đôi chân là khai rồi mà khai đo ngay chân liên sâu thì cái này vô bài cái này cái chạy cái tê mẹ na này chỉ niệm một người liên người sờ la nữa nợ bằng riêng nợ sẽ là cao lúc miền đội có nợ bằng riêng chúc ca xua chậm lời bằng riêng ca xua chậm lời nâng ca thư tử rôn cắm nên nà bằng riêng nguyên đích của nai nom hay cái nòng nó miên chăn miên pon ấy đại cọt chỉ miên nhẹ miên chạy tí cọt nai nom một thay mà màn khai cái bác viện thì riêng mà đâu bạn vợ mình liền đó đó với ở tiếng chuông cao còn mặc khai rồi còn khi khai rồi còn lắc khai tam thập hiệp ca chạy đầy trong tờ riêng lúc group này từng ngó rồi ta cầm nhẹ xuôi nhầm lại tại cầm nhẹ xuôi nhầm lại mùi thế về tờ riêng nó cứ miền chuông cao còn chỉ rùm chúng ta có là phần này xuôi dùm lại đâu cái miếng bàn thơ mì riêng bởi riêng lúc miếng mì riêng vậy khá rồi
Bạn có đúng cái miền thường riêng chỉ từ đây chỉ xây đặc đà khiên ở dưới cót. Vì vì thị xa xua nạnh dù bay nâng chạy cái tế thuê tổ đồn cam nâng cái miền thường riêng chỉ tòm tòm. Tao bị chạy cái tiết thuê từ rôn cắm cái thuê là bị mệt đấy. Mình bảo mạng rồi bị khá. Chạy cái tiết thuê từ rôn cắm cả nó cái bằng riêng ai này nóm ai thuê từ rôn cắm chỉ huyên ngóp đại chậm lại slap hoặc chậm lại nữa đang trâu từ tù tù chẳng cả thuê từ rôn cắm mình ai hô hết mình ơi slap hay tờ đơn cắm ơi vay nâng rụng bọt ơi chọt xài phương rưu coi chọt xa bao rưu dô mà chua lấy chạc cho nâng chìa tờ đơn cắm krau bạch đông krau luôn mình ơi bạc qua lọt luôn Ta kì mình bà riêng trốn cam ao dông này tốt cho mục nông tật tròn phá chua rồi gọi dô ta ao sát mình phụ tích mình bàn bà riêng này bạn đi. Vì thấy xa nếp nhau mọt lại bà riêng này. Tại lúc này chăm bàn thế vì nây xâm rạp nhạc xua dùm lái miền ấy khá. Hay vì nây xâm rạp nhạc tốn miền ấy khá. Nhưng chăm bàn bàn ớt ấy của người dù ấy chẳng còn nặng tăng thà về nó người nhạc xua nó người miền cực cọng tăng rắn của cả phần nhạc mà ơi vay nữa tôi vay rồi chẳng lại ấy cứ phải giặt cua nặng một phát ngọp đại chẳng lại hay nâng cà phê nữa tôi mình oi rốt cà phê nữa tôi mình oi phơi che tạt cam nóng lăng chẳng bên này bỏ này rồi chẳng lại nó cứ cầm lắng này thôi rồi cam cũng oi slap hay nâng cà phê nữa tôi mình oi ngọp mình oi rốt. Cho vì nay dùm rạp nè, tôi vinh miễn ấy là tới. Vì nay dùm rạp nè, tôi cứ thật đó chân pháp á, chân thà cầm ôi sạch lô la, cầm ôi chê, cầm ôi hao khní khní ấy là phê dừng xua chùm lai đâu, cầm ôi về trai chơi dịch khô cầm oi ấy ở nước ca ham khoát này thưa tôi đơn cam cầm oi trai lư mẹ nói chuyện này cầm nọt vì này nè mình không biết riêng sâu nữa rồi. Mình đây ní cứ nấu bê riêng sốt cho anh ta lực lạc nâng rùm lực xa tao xa mò chỉ nhức nhọp. Lục chạm bàn thế thà nấu bê riêng sốt nú. Khi mình bàn em nôm thà bị xê à cà dễ bê không ăn dốn. Hãy biết như thế này khi cầm nót. Vì
ពាក្យកាសេអាកាសេបនឹងខ្មាំងយួនពាក្យនេះកាលពីដើមឡើយខ្ញុំមិនដែលឮមិនដែលដឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលទៅនៅកន្លែងហ្នឹងគឺពេលរៀនសូត្រហ្នឹងដូចគាត់បាននិយាយពីរឿងខ្សែសេអាខ្សែកាសេបនឹងខ្សែរបស់ខ្មាំងយួនអញ្ចឹងដូចហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបង្រៀន ការលុកលឹងទីថាអ្នកណាជាអ្នកកំណត់អ្នកទោះថាជាខ្មាំងហើយថាអ្នកទោះនោះសុទ្ធតែមានទោះហើយបាទទ្រឹស្ដីនេះគឺដូចនឹងគាត់បានបង្រៀនគាត់បានថាធម្មតាថាយកមកដល់នេះបាក់ចាប់មកដល់នេះមិនដែលអត់ទោះ ដែលគ្មានទោះចាប់មកដល់នេះអញ្ចឹងមកដល់នេះគឺសត្វតែខ្មាំងតើជន់ជាប់ចោតមានបំរៀនអំពីសំណួរដើម្បីសួរអ្នកទោះឬទេបង្កើតជាសភៅបញ្ជីសំណួរអ្វីឲ្យអ្នកសិក្សាទេ nhưng mình chăm thôi lịch hỏi tao sầm nua tìm mũi để lục tới su này tuấn su pìa vây hai bật toa mà su pìa vây tiền ក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាការអនុវត្តជំនួសចប់ចប់មានបានប្រាប់ថាចង់បានអ្វីពីអ្នកទោះទេពេលសួរចម្លើយគឺគាត់បានប្រាប់ថាសំខាន់រឿងចម្លើយសារភាពយកចម្លើយសារភាពពីខ្សែបណ្ដាញរបស់ ពេលលោកទៅរៀននោះគេមានបានបរៀនលោកពីគោលនយោបាយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាលក្ខន្តិកា ឬទេសនាវដីតុងបដិវត្តដែរទេបាទរូបភាពនេះគឺគេបង្រៀនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ពីរឿងតុងបៈរឿងលក្ខណ្ឌរបស់បៈរបស់បៈគុំនេះ ແລະដែលទៅរៀននោះមានអ្នកមកពីខាងក្រៅបុគ្គលិកស21ទៅរៀនជាមួយទេបាទມັນមានទេ លោកដឹងថាអ្នកណាជាប្រធានអង្គភាពសួរចម្លើយធានអង្គភាពសួរចម្លើយខ្ញុំដឹងថាដូចហើយបន្តដូចមកមានការដំណាក់ដំណងមួយមកណៃហៅច័ន្ទ
ក្នុងក្រុមណាក្នុងអង្គភាពសួរចម្លើយហើយក្នុងក្រុមរបស់លោកមានប្រមាណអ្នកឈ្មោះអីខ្លះទៅ ខ្ញុំ នៅ ក្រុម កាល ហ្នឹង គេ ដាក់ ថា ក្រុម គៀម ព្រោះ ក្នុង ក្រុម ខ្ញុំ នៅ ចាំ ឈ្មោះ មិន អស់ ទេ ប៉ុន្តែ ចាំ មក ខ្លះ ឈ្មោះ នី ឈ្មោះ ថន ឈ្មោះ មាស ខន ឈ្មោះ រា ឈ្មោះ ហេង ក្រៅ ហ្នឹង មួយ ចំនួន ទៀត ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ អត់ ចាំ អស់ ទេ ស្គាល់ ប៉ុន្តែ ចាំ មិន អស់ ហ្នឹង ភ្លេច អស់ តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអ្នករស់មួយទេស្លាប់អស់ហើយតើមានការបែងចែកអ្នកសួរចម្លើយទៅតាមប្រភេទអ្នកទោសឬទេដូចជាអ្នកទោសមានឋានៈអ្នកទោសសំខាន់អ្នកទោសបរទេសអ្នកទោសធម្មតាអ្នកទោសជាស្ត្រីតើគេមានបែងចែកអ្នកសួរចម្លើយទេ ពេលហ្នឹងគេបែងចែកមកអ្នកទោសដែលគេថាអ្នកទោសសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺគេអត់ដែលឲ្យខ្ញុំឃើញអត់ដែលឲ្យខ្ញុំសួរទេខ្ញុំនៅសួរតែអ្នកទោសគាត់ថាធម្មតាជាយុត្តិជនធ្វើកងហាកងរយចុះមកក្រោមមកអារឿងឋានៈឡើងទៅលើទៅគឺអត់ដែលទេតែអ្នកទោសសំខាន់អ្នកណាជាអ្នកសួរចម្លើយ Nè tôi sống khán cứ trong mình đăng đáy của anh đang sắp tận đạn đâu có lành khúc bị sai hàng bố ngoài kia tam tên lùi về nó chẳng trong bọn đai ban châu hay bọn đai ban khơi nữa hôm nay chỉ ngày gì cái này Nè tôi sẽ trái chúng ta để nát nè xua dùm lại tôi sẽ trái với ở tiếng chuyên cao của ai tâm đẩn đi chuyên cao của ai tâm đẩn lúc với ở cầm nọt thà đẩn na trên đẩn na thế này. Ta minh krom nẹ su chùm lai chi sẽ trái su nẹ tôi sẽ trái đi Bạn cao nóng miền cao chia tầm bồ mó cư miền một bọt hình hay là một ho là sẽ để chỉ phun cam mà bán cái xua này sẽ trầy rồi mới một ho phun hình những cái chắp hình cái chắp những rồi mới có ọt miến nó bàn chỉ là ỏi pro pro cho một xua mà ta lụm thọ đại bàn xua này tôi sẽ trầy đấy បាទធ្លាប់តើអ្នកណាជាអ្នកបែងចែកអង្គភាពសួរចម្លើយជា 3 ក្រុមបែងចែកខ្ញុំមិនច្បាស់ទេមិនដឹងជាអ្នកណាទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាមកការបែងចែកមានថាដូចគាត់ជាអ្នកធំជាងគេដឹងអញ្ចឹងមានថាដូចគាត់អ្នកបែងចែកក្រុមក្តៅក្រុមត្រជាក់ក្រុមគៀមអញ្ចឹងក្រុមគៀមខ្ញុំដឹងថាក្រុមយើងខ្ញុំមានតួនាទីឈ្មោះថាក្រុមគៀមហ្នឹងគឺ ក្នុងការសួរស្វត់ស្វាញទៅក្នុងគៀមសួរចុះសួរឡើងធ្វើម៉េចឲ្យវាធុញទ្រាន់ក្នុងការសួរហ្នឹងមកនៃថានៅក្នុងក្រុមគៀមនិយាយក្រុមក្តៅក្រុមត្រជាក់ហ្នឹងជារឿងរបស់គេផ្សេងខ្ញុំអត់ស្ដាប់ដល់
អ្នកទោះទៅយកមកសួរចម្លើយនៅកន្លែងណាហើយចំពោះអ្នកទោះបរទេសគឺសួរចម្លើយនៅកន្លែងណាដែរ អ្នកទោះគេយកមកសួរនៅខាងក្រៅបរិវេណគុកគឺតាមផ្ទះតាមផ្ទះល្វែងតាមផ្លូវដឹងហែមក្រៅក្រៅបែកខាងកើតគុកអីអ្នកទោះបរទេសគឺតាមខ្ញុំឃើញគឺសួរនៅខាងមុខអាគារហ្នឹងហ្មងដាល់វាលពួកជាភាសាអង់គ្លេសអង្អីគឺអត់មានណាចេះស្ដាប់ចេះនិយាយទេអត់ដឹងនិយាយពួកកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ចេះឃើញតែដូចអីចាន់ហ្នឹងសួរដឹងឈ្មោះដឹងអី ឥឡូវនេះដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង11សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការពិភាក្សានឹងដល់តរទៀតហើយមន្ត្រីតុលាការតំបន់រួលរកកន្លែងឲ្យដល់សាក់សីប្រាក់ខនបានសម្រាប់សំរុំ